Rubik nốt vậy. Sắp 4 mà hay được pick ở thời điểm gần đây thì đã bị ban rồi. Đó là Mueta. Như vậy là ban cuối cùng của Yahoo Browser là Dark Willow. Thật sự là vẫn có người cổ vũ IG ấy, hả? IG ngày xưa mà còn Burning thì tôi cũng cổ vũ đấy. Gaming đây giờ thì cút rồi. Vừa mới cút xong, thua Aurora 2-1. Liquid ban Medusa và Morphling. Bây giờ thì họ sẽ lựa chọn mình Hero sắp 4 Tina. Cũng không quá nhất thiết là bắt buộc phải counter Enigma. Nhưng mà đánh như vậy thì đừng có để nó black hole được, đẹp rồi thôi. Chỉ đánh theo kiểu giữ cự ly đội hình cho đối phương chỉ black hole được một người, hai người thôi. Có nhạc hành của Vũ cũng được. Ok. Tôi thì vẫn là fan của Liquid thôi vì tôi thích Nisha. Last pick. Có thể vào trước để khóa cứng Enigma. Trận này anh Black Hole BKB thì không có gì để cancel cả. Nhưng mà thông thường thì các game đánh xoay căng của Enigma bây giờ sẽ chơi theo kiểu push trụ sớm chứ không phải là kéo late để công tình huống Black Hole lật kèo. Last pick của Yakun Brother thì bây giờ sẽ phải là carry thôi. Đối đầu với Luna thì cũng còn SF. Vẫn còn Drow. Nụ cười rất tươi và lựa chọn cho mình SF. Một lượt pick cũng khá là meta. Trận này SF sẽ đi lên với Senking. Là một lên có thể thắng được. Senking Lion thực ra cũng là lên khả năng sợ. Có khá nhiều stun disable giữ chân. Để cho đối phương không đi được ra khỏi cát. Tại sao anh cũng thích Nisha á? Trông hiền hiền đánh hay, tôi nghĩ thế. Kiểu Miracle ngày xưa ấy cũng hiền hiền đánh hay, ai cũng thích Miracle thì bây giờ thành Nisha. Khác biệt giữa Nisha và Miracle thì Nisha không đổi sang đánh carry thôi. Với cả Nisha không chơi theo kiểu pick một con hero gì dị đi rất xin chào bình luận viên, rất xin chào bạn Ti Nguyễn. Tôi thì chắc chắn là sẽ cổ vũ cho team Liquid rồi. Nếu mà so về draft thì nói chung tôi cũng không biết đâu, nhưng mà so về kỹ năng cá nhân thì tôi nghĩ là team Liquid không có lý do gì mà kém hơn so với Yakun cả, cho nên là draft như nào cũng không phải là vấn đề. Sớm ông chết thua emo, đúng rồi. Nisha vừa mới thua Emo trong kèo trong giải Solo Mid của giải đấu này luôn. Đánh SF Solo Mid và thua Emo. Nói chung trận đấy thì nhìn Nisha đánh cũng không riêng biệt lắm, Emo đánh cũng không riêng biệt lắm. Đơn giản là một tình huống Fortify hay hơn và Emo ăn được mạng First Blood thôi.
Có, em FP không cao lắm. Thực ra mấy em xinh xinh thì không cao lắm. Còn mấy em mà cao cao thì không xinh lắm. Natty và Shiver thì không xinh lắm. Bình thường. Không phải gu của anh. Ok. Đằng nào thì mình cũng chỉ được ngắm. Đằng nào mình cũng chỉ được ngắm người ta thôi thì có lý do gì để mà mình không đặt chuẩn cao vậy? Mình chê thì mình mất gì đâu. Ngực nhỏ thì xinh á, không hề FP ngực không hề nhỏ nhá. Trong có lẽ FP không khoe thôi. Cao thì lép á, không hề, Shiver không hề lép. À, Gal Gadot á, cao mà xinh á hả? Ừ thì Gal Gadot thì lép thật. Thực ra thì các bạn nên... À không, nếu mà những người mà thích Gal Gadot thì chắc là thích cái form người như thế. Cao cao gầy gầy, ngực vừa phải, nhỏ. Tôi thì cứ phải là Alexandre Daddario rồi các bạn ạ. Khỏi mày, Nicki Minaj là lập tức biến mất khỏi danh sách của anh nhé. Thứ nhất là da đen là không được rồi. Tôi là người châu Á chắc chắn kỳ thị da đen. Các bạn mới được nói chuyện mẹ tôi, các bạn mới hiểu thế nào là kỳ thị. Tôi là một cái bình thường đấy. Nhận định tổng quan về đội hình á, tôi bảo rồi mà, vấn đề không phải là pick gì đâu, vấn đề là người chơi. Team Liquid kỹ năng cá nhân họ cao hơn họ sẽ thắng thôi. Dota bây giờ nó không, các team draft thì thường là nó sẽ ngang ngang cơ nhau thôi, chứ nó không có một team nào mà thực sự out draft được nữa rồi. Tôi không bảo là không xinh, tôi bảo là không xinh lắm. Là có nghĩa là tôi thấy cũng được và nhưng không phải gu của tôi, thì có nghĩa là tôi sẽ nói là không xinh lắm. Support của Silverlight đâu rồi? Để xem lại để đập này á. Ra chọc người ta cũng khá là vu vơ cái tuy nhiên thì lại rất là gà có lỗ số 25 tiền cho mỗi người đồng đội ít à, bằng nửa con quái à, không một nửa thì cũng hơi quá đáng, quả bắn xa thì mới là một nửa thôi chứ quái đánh gần thì cũng chỉ tầm 30-40 tiền. Anh có kỳ thị LGBT không thì không, thực ra đây cũng chả phải là kỳ thị da đen, nhưng mà ý là gu của mình thì thấy da đen là tắt nứng thôi. Nói là kỳ thị thì cũng không đúng vì tôi không ghét người da đen, chỉ là tôi không có hứng thú với họ về mặt thể xác thôi. Ok, Sableye vẫn lao vào stun luôn, ăn nực luôn mạng first blood. Boxy thì cũng sẽ phải trả giá thôi, thậm chí Sableye chắc cũng chết. Hai ba đầm nữa là đi này, có chọc stun ngược ra sau xử lý là chuẩn chỉ của Sableye, cũng đã cắn luôn bình máu lên rồi. Nagasen chạy cuồng dí theo để phá bình máu đó. Tạm thời thì Liquid có một chút lợi thế khi mà ăn first blood. Insania trên top có lẽ sẽ không chết, đã mở được hồi máu lên rồi.
YB pha đó thì cũng không còn burst dam gì nữa cả. Colossal pha này mà lì là hoàn toàn có thể bị chết này, có thể bị stun chết đấy. Boxy vào đấy hơi chậm chạp thì phải. High race nhưng mà mới chỉ là một con SF level 2 thôi. Sableye thì cũng biết được đối phương chẳng có đam mà giết mình đâu nên là khá là tự tin là lá xít luôn, chẳng cần phải lùi về. Nhìn cái chỉ số của Nisha đánh hai trận thua cả hai, 0% win nữa đấy, rất chán. Boxy mình cũng xử lý hay, Hex fly fly lại để lùi về. Sableye có lẽ cũng sẽ không chết một tình huống này, dính thêm một ray nữa rồi nhưng mà Sableye vẫn lì ở lại để farm. Chói được lại lần rồi, nhưng lần cũng có stun ném ra, có hex bổ vào. Supply không phải là chết bây giờ ấy này chứ. Có infusion drop, còn đấy không có rain drop thì có lẽ là cũng sẽ không chết. Tuy nhiên lên này thì rõ ràng là bên phía team Liquid họ khó chơi rồi. Cũng may mà ăn được mạng first blood chứ không thì con Senki còn thọt nữa. Mới lên gì Storm đang có phần nhỉnh hơn so với Emo. Lá xít được nhiều hơn, Deny cũng được nhiều hơn. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng một Liquid vẫn sẽ thắng thôi, bởi vì là đội hình của họ thì gồm những người chơi kỹ năng cao hơn so với cả Yakun Brother. Nhưng mà học lên cũng không thực sự là hero meta nữa. Rồi chống lên rồi, ném nét ra rồi, có stun ném về chết luôn. Insania thì thực ra là cũng chả cứu nổi. Rencha này nó cũng chỉ được đến thế thôi. Đối phương mà sồ vào thì carry chết vậy. Tình huống mở chống đầu tiên của Enigma khá thành công, đấm veo mềm Luna luôn. Enigma đang rất xanh. Rồi, Boxy di chuyển ra mid lên, sẽ là một mạng nếu Nisha ngay khi lên là level 6. Boxy cũng phải trả giá một khá nhiều máu, tuy nhiên không chết. Cho nên là cái lượng máu bị mất đấy cũng chả có vấn đề gì cả. Còn deny luôn cả shield rune không để ở đối phương ăn. Mid lane của team Liquid đang khá là ổn. Luna ở trên top farm cũng không phải là quá tệ, mặc dù chết một mạng nhưng mà network cũng chỉ kém SF có 50 tiền thôi, và SF ở dưới boss thì thực ra là một lane free. Sableye nó level 5 rồi, SF cũng chỉ bằng level. Mặc dù last hit deny không được nhiều lắm nhưng mà Sableye vẫn có lượng XP ok. Và con Sen King này thì nó farm bù rất nhanh. Cả ba con Liquid đều là ba con hero farm nhanh. Trong khi đó bên phía Yakun Brothers, Ember Spirit thì lại build theo đường mắc 1-2 nên là sẽ khá là khó farm rừng. Vừa ăn siêu rune vừa deny là sao hả? Là không deny được các bạn ạ. Tôi nhìn nhầm. Echan thì không sợ con Nick. Chỗ này bên phía là Liquid thì chẳng có hero nào sợ con Nick cả. À nhầm, chẳng có hero sợ con Nick cả. Ý là không thực sự sợ thôi. Còn nếu mà con Nick nó nhiều đồ thì nó có thể solo kill được hầu như tất cả mấy con support.
Tạm thời thì Nick vẫn chưa có đồ gì, một lát nữa thêm Dragon vào thì vẫn phải gọi đồng đội cùng để đi gank thôi chứ không thể nào solo kill đâu. Solai đang bắt đầu được thả farm rồi. SF sẽ không đứng cố lên để đi đối phương nữa, chú trọng vào việc farm của mình hơn. Thực ra con Nick Assassin thì bây giờ nó cũng không phải là con hero theo kiểu counter ai nữa rồi, nó gặp con nào bên kia nó cũng thế thôi. Ok, trông quả stun của Sableye là cũng hơi hơi lú mề đấy nhá. Có vẻ như meta hậu hậu TI bây giờ thì nó đều là một trận những trận đấu chậm chậm kiểu như này. Đây rồi, gọi thêm người ra, có ngay một mạng của Storm Sweet không? Rồi, không thể nào hồi máu thêm nữa và Storm Sweet đã phải bỏ mạng. Emo là người ăn mạng và ngay lập tức là có một tiếng chat will từ bộ cả. Storm Sweet vào rừng đối phương định farm. Chắc là muốn đi tìm tìm stack. Thay vì thấy stack thì thấy anh em gom xem bộ hung. Chết tươi luôn. Đang ngon, chết một mạng như này thì lại thành thọt. Thực ra cũng chẳng là thành thọt nhưng mà lại thành không ngon nữa rồi. Cho nên thực ra combat hai bên đều khỏe, một bên thì là Naga Enigma, một bên thì là Sen King với cả Luna. Toàn những công ty to, có thể combo được với nhau. Emo là người ăn được rune AD. Colossus đã mở ngủ lên rồi, Zeal lao tới. Muốn Luna, nhưng Boxy ở ngay đây có thể cancel Black Hole. Săn 4 nào. Săn 3 thôi, nhưng như vậy cũng đã là đủ để Luna được tạm thời cứu một mạng rồi. Mickey cố gắng lùi về, không mở ulti lên, biết là mở ulti lên cũng sẽ khởi gây quá nhiều đam. Chém cho được em, à xin lỗi các bạn, chém cho Nisha rồi. Nisha bay về, bay thẳng vào mặt của Boboka luôn. Một hướng bết hạ, một hướng đứng chờ rất hay từ Boboka. Team Liquid mất hai co rồi, sẽ mất thêm bao nhiêu người nữa đây, chém chói đôi và săn đôi. Sableye không thể nào về được, Boxy cũng đã trả một tình huống săn đôi lại và tiếp tục là săn đôi nữa. Wow. Kết thúc thì lại là một tình huống combat hòa, mỗi bên mất hai hero. Tầm này thì co với support cũng chưa tranh nhau quá nhiều tiền. Bắt đầu có những chiến sự to nổ ra rồi. Supply trận này đánh Sen King lên Mekan. Storm Speed của Nisha không còn một trạng ulti nào. Cảm giác hai ngày hôm nay Nisha đang không có phong độ cao cho lắm. Đặc biệt là khi chơi Storm Spirit. Mickey chết hoài á, thì bị đối phương dí thì phải chết chứ sao bây giờ. Tầm này đồng đội cũng chưa có nhiều thứ, thực ra là cũng chưa có thứ gì để cứu. Em mồm có thể tham minh để cướp rune đối phương nhưng không thành công. Bây giờ để cứu thì cũng chỉ có stun với cả một cái mecha để hồi máu thôi mà. Bên kia nó cứ dí bằng được thì phải chết thôi. Enigma sẽ lên chống và pipe. Build đồ như muốn off lane bình thường. Còn Enigma thì cái farm nhanh. Blink BKB thì tính sau, đây là câu chuyện của late game. Còn mid game thì vẫn cứ là phải đánh bằng đồ Aura. Mickey lại bị nhìn thấy rồi. Cộng 1 là Mickey chết này.
Nhưng mà thôi, Insania đã tới, cắm được ward ra, thấy người của đối phương, tức là lùi về. Một tình huống cứu mạng thành công của Insania. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng cứu được là tốt rồi. Mà không giết hero của đối phương, nhưng mà Colossal cũng tình huống xử lý khá là khó chịu khi mà đẩy bóng vào để block cam, không bớt một cam của đối phương. Còn Enigma thì cướp một vài những cái cam còn lại ở bên ngoài. Không giết Luna nhưng mà cũng tạm gọi là hạn chế được khoảng pha của nó. Kiếm đấu vẫn đang khá là cân bằng, các co hero đều có nên ward sàn sàn nhau thôi. Support cũng vậy. Hứa hẹn sẽ một mid game rất gay cấn đây. Đánh nhau sẽ đổi mạng thôi. Sen King lên thẳng giấy giải rồi. Đã hoàn thành ở phút thứ 14. Cũng lúc đấy thì Nisha cũng đã cầm được Orchid một người. Đấy rồi, tìm được Polo Soul luôn, biết con thật luôn, Orchid luôn, giết chết luôn. Niboka đang lao đến, Nisha đã nhìn thấy đối phương chưa, Nisha sẽ zip về. Boxy chưa chết này, Boxy vẫn đang sống, Sableye mở Mecha lên, mở giải lên chính xác hơn. Tuy nhiên Emo để bóng vào, vẫn sẽ là lấy mạng Boxy thôi, 1 với 1. Nisha đứng ở đây, đào Rune Water, cắn đầy bình Rune Water, xong rồi bắt đầu mới cho Rudy game ở trong bình. Ok, admin chat đây là pause game. Có vẻ như là Yakun Brothers đang gặp phải vấn đề về kỹ thuật gì đó thôi. Em thấy chỉnh chỉnh tai nghe này. Như vậy là ăn pause rồi. Vấn đề đã xử lý xong. Lần của Boxy trở thành Max Hex. Không phải là Max Stun, cũng không phải là Max hút máu, à hút mana. Meta bây giờ tầm khoảng 20 phút đầu trông đánh là khá cân nhỉ. Thường là cũng không có team nào lép vế hay là đi đọt được đối phương. Một mạng hạ gục ở phút thứ 16. Một game đấu cũng có khá action, không quá nhiều nhưng cũng không quá nhiều nhưng cũng không quá nhiều những huống đi farm và đổi trụ. Thỉnh thoảng vẫn có trêu nhau một tí, trao đổi chiêu thức. Rồi Boxy bị nhìn thấy, có lẽ là phải chết thôi. Chính xác là như vậy. Nhưng mà những pha giết một bạn support của đối phương như này xong không đẩy trụ thì nó cũng sẽ gần như là không có impact gì so với cả thế trận.
Sebalai lên một cái giày giải sớm, sau đấy thì cũng không cần phải stick cùng đồng đội đánh nhau vì đối phương cũng không đánh, mà Liquid cũng là muốn farm. Nếu cứ farm thì thực ra Luna với cả Sengkang farm sẽ nhanh thôi. Rồi khai trương, cũng không phải là khai trương, sử dụng Orchid vào đầu của Ember Spirit chắc chắn là thừa đam thôi, không có lý do gì mà Ember sống được. Nikalsin sắp xong Dragon rồi, xong Dragon thì sức mạnh của hero này sẽ tăng lên tới gấp bội. Luna đã xong Manta, xong Manta thì là BKB thôi, còn SF thì lên thẳng BKB luôn sau MOM. Thăm minh BKB của SF sẽ sớm hơn Luna một chút. Uka đã cầm một Dragon một người. Tầm này thì chắc là vẫn chưa đủ đam để solo kill đâu, vẫn phải cộng thêm một người nữa. Sengkang chọc stun về, đang bị đối phương lùa nhưng có vẻ như là bà Yakun Brothers bỏ cuộc rồi. Tiếp tục là bay vào, tiếp tục là gì, Ember mở ngủ lên, Ember pha này sẽ không chết. Enigma đang tới, Black Hole là ba người. Có luôn cả Fear đẩy ra, Black Hole không thể bị cancel. Còn bán quá hoàn hảo tới từ Yakun Brothers. Một pha ngủ không thể hoàn hảo hơn của Poloson. Dục lao lên để tìm thêm một người nữa này. Chém chói là chính xác ở vị trí của Lion, lần chắc chắn chết. Cố gắng bắt lẻ, nhưng đấy là một tình huống bết hàng hay. Emo biến mình thành mục tiêu quá thơm ngon. Và đứng ngay phía sau đó chính là một con Naga với tình huống sẵn sàng mở ngủ lên. Setup cho Enigma đi bộ vào Black Hole. Combo này thì nó có từ cái thời Dota 1 rồi, nhưng nó vẫn rất hiệu quả. Rồi, Colossal TP ra trước mở ngủ, Enigma TP ra sau với Black Hole. SF cũng sử dụng Fear ngay lập tức không cho Lần có thể di chuyển vào và cancel Black Hole, mặc dù lên pha đó cũng đã stun được nhưng mà có vẻ như là stun lệch góc nên là Enigma không bị cancel Black Hole. Nói chung là đứng từ dưới bạn ném stun lên thì đôi khi cái góc stun nó cũng sẽ không được như chúng ta tưởng tượng. Firefly đã ăn Roshan rất nhanh rồi. Ok, vừa có một con Sengkang ở đấy các bạn ạ, chết ngay lập tức bắt đắc cái tử trong khoảng nửa giây. Bỗng dưng Yakun bao giờ họ trông giống kiểu là sắp thắng game một nơi đấy. Snowball là hết thở được luôn. Sengkang cũng giàu đấy nhưng mà vào combat chết như một thằng ngố, chưa làm được gì cả. Firefly đã có cả BKB cũng như là Kinegis. Bây giờ thì quá tự tin đập nhà rồi. Bắt đầu vào thế Snowball, bây giờ thì Liquid cần phải né canh thôi. Gaimin và Liquid tính gặp nhau ở chung kết sớm mà thì gặp nhau ở chung kết sân bay luôn đi chứ. Trận này nhanh thua rồi mà. Liquid thua là đi về, Gaming thì về trước rồi. Tạm thời thì vẫn chưa bị snowball đâu, mới chỉ là 4.000 net worth chênh ở phút thứ 21 thôi. Đối phương có Kinegis thì mình không đánh nhau là được.
này Nisha cũng chưa thực sự thể hiện được nhiều. Các trận này bảo Liquid thua thì cũng chưa thua đâu. Tí nữa mới thua. Pick không cao tờ Enigma thì sẽ phải đối diện với cái chuyện là con Enigma này lên game nó BKB back hold là không có gì để cản thôi. Bây giờ thì nó đã có BKB rồi, không cần phải lên Blink vì nó đã có Naga để setup. Ờ cái mình cút rồi. Vừa thua Aura xong. Nghỉ khỏe luôn. Đang đứng chờ Liquid ở sân bay rồi. Lại tiếp tục bay vào bắt emo không? Thôi nhỉ. Mắc một lần sai lầm thôi chứ mắc hai sai lầm trong cùng một game thì đấy, emo còn đã có cái gậy lốc chém chó chúng luôn nữa cho hiểu trình. Giữ chân được Firefly này, Nisha đã phải mở BKB lên nhưng chẳng có một nửa máu rồi. Firefly cũng đã mở BKB bỏ chạy rồi, Enigma đang bị dí vào nhưng Enigma cũng hoàn toàn có thể mở BKB vào Black Hole. Tất cả cùng lùi về. Không ai chết. Khenigis cũng đã hết thời gian rồi. Tạm thời Yakun đang dẫn trước một chút. Nhưng cũng thể thấy rằng là họ sợ Liquid như thế nào. Vào rồi thì đối phương mở BKB lao vào là mấy ông Yakun Brother này cũng lùi về thôi. Chứ cũng chả có ngủ nghe gì rồi Black Hole Black kiểu gì luôn. Ulti còn nguyên chưa ai dùng. Liquid cũng thế. Chả ai dùng Ulti nào. Ở giải này thì tên là Bad Boom Dacha. Và Bad Boom thì hình như là cũng chưa về cái giải Bad Boom nào. Cảm giác là meta bây giờ đã bắt đầu hơi chán rồi. Rất cần có một cái patch lớn để thay đổi cục diện. Rồi, nhìn thấy được ba người đối phương rồi. Naga vẫn chưa mở ngủ nhưng Firefly đã mở BKB lên để dí vào support của đối phương rồi. Insania chết ngay lập tức, Nisha đang BKB vỏ chạy. Liquid đang cái gì đây? Nisha tí thì không về được. Vẫn là những thiếu mở BKB lên và lùi về. Firefly có một rune AD thì người ấy lùi về thì nghe cũng hợp lý thôi.
Ok ạ. Rồi, đã mở ngủ lên, Enigma đâu? Enigma ở hơi xa. Nhưng Fly Fly ở đây với Ulti. Chính xác rồi, phía không thể nào làm gì được. Mà thực ra thì cũng chẳng có gì để mà làm cả. Khi Luna không có Manta cũng chẳng BKB. Hoàn toàn bạc nhược. 2-0 cho Queen bao giờ. Lên 2 round được đấy. SF hoàn toàn phải lên 2 round sớm. Đập trụ siêu nhanh. Nhìn kìa. Mất trụ ba luôn. Rồi đã phải mở Fortify lên khi quái gần tới. Vẫn sẽ là mất trụ ba thôi. Rex thì tôi nghĩ rằng là chưa mất đâu. Ôi á, thế thì mất Rex rồi. Sableye đánh Sinking này thì mất Rex rồi. Đồng đội chưa hồi sinh chết luôn. Đúng như Boca nói, talentless bất tài. Tiếp tục đẩy trụ ba ở mid lên khi đối phương thiếu người, cũng cần ăn Kennedy luôn. Chơi cool bao giờ đánh trông rất ra ảnh đấy, thậm chí là hai lên luôn đi chứ, không có xanh kinh thì lấy gì mà đẹp nhà. Rõ ràng là hai lên luôn, bây giờ mình chết lẻ nữa là mega luôn này. Rõ ràng là chết này luôn. Insania một hit chết không? Insania sẽ chưa chết. Lên top quái đang đẩy cao nên có lẽ là YB sẽ lùi về chăng? Nisha đang muốn một tình huống móc sau. Nhưng móc ai? Thì không biết. Thế ra bây giờ Yaku đánh chuẩn bài là lùi về Roshan. Bô cao đi cướp luôn Garen Wisdom của đối phương. Liquid đang TP ra ngoài rồi, có vẻ như họ muốn contest Roshan này hoặc là họ muốn ăn luôn. Yakun bao giờ vẫn đang rất bình tĩnh. SS lần này thì hoàn toàn là out trình server rồi. 20.000 net worth ở phút 30. Vốn dĩ tham minh này thì con SF nó cũng đã khỏe hơn con Luna, nó lại còn nhiều đồ hơn nữa thì con Luna không có cửa để đứng đấm nhau với SF. Còn Tết Roshan bây giờ cũng khó cơ. Đối phương đang khỏe hơn. Sableye thẻ ulti trúng một mình Naga. Ok, giết được Naga rồi, Naga không có buyback. Enigma đang cooldown blink. Trông có vẻ là YB họ không về á. Emo mở ulti vào dí Nisha á. Ở đằng sau này thì YB. Ok, đã phải sử dụng Black Hole luôn để giết Sen King rồi. Tạm thời đang là 1 đối 1. Lại lùi về. Roshan bây giờ thì đi xuống tới boss thôi. Tạm thời Liquid vẫn đang chưa thua. Nhưng mà thực ra YB chẳng có lý do gì phải vội cả, họ hoàn toàn có thể chờ cho quái ở hai lên dồn vào trụ 4. Kiểu gì Liquid cũng phải về đép. Và thế là họ sẽ ăn được Roshan. Liquid giờ ăn Roshan luôn được không? Ăn rất chậm. Nhưng mà mong YB thì không có TP, phải chạy bộ. Nhưng mà ăn vẫn siêu chậm. Nhìn giống nó chạy xuống vẫn kịp ấy chứ. Emo vào quấy tía được. Rồi, Emo đã quấy, Polosol đã tới. Ngủ chỉ là để xem máu Roshan như thế nào thôi, tình huống này ngủ là chưa thực sự hay, nhưng vẫn là bay đủ tham để đội tới rồi. Hai đấm Insania chết luôn, Enchant không một tác dụng. Bây giờ đến lượt Mickey nào, cũng lại hai đấm nữa tới được Fly Fly chết luôn cả Lion rồi. Mickey thì ba đấm, Nisha thì cũng sẽ chết. Còn ba thực sự không có một cái cảnh gì cả, Liquid họ vẫn chưa có GG hả? Gõ được luôn rồi đấy, thực sự đấy. Đối phương ngủ ngốc không Black Hole, nhưng team Liquid cũng không có một cửa nào đánh nhau có bát cả vì SF quá trâu. SF quá khỏe, cứ hai gõ chết một support, ba gõ chết một core. Emo nó còn lên cả Radiant rồi thì hiểu rồi đấy.
Team Liquid là trông cũng kiểu 1-9 1-10 so với cả Tanra rồi đấy. Nhà vô địch TI yếu nhất lịch sử. Yakuza bao giờ họ vẫn chưa muốn end game đâu. Chắc là vẫn muốn combo đẹp thêm một phát nữa. Anh em làm quả combo chụp ảnh check in gái rồi mới end game. Chúng ta đã hạ gục nhà vô địch TI. Cũng may cho Liquid là YB thì không được đi TI thôi. Chứ thử mà có YB ở đấy xem, chắc gì team Liquid đã là nhà vô địch TI. Xếp cả sập nick nữa rồi. Bất tử, vô địch. Đi bộ thẳng lên high ground đập nhà. Năm đấm xong rách. Sableye lao vào chọc một stun tạm thời giữ được rách này. Nhưng đó là ngủ được mở lên rồi. Ngủ này là cũng không quá đẹp đâu. Thôi thì cứ làm tạm hai người đi đó. Hai người này đương nhiên là chết. Không cách nào sống được. Nisha đằng sau cũng chẳng biết làm gì, dồn ra mãi không chết nổi một sát của đối phương. Nisha vẫn đang lì, Nisha cũng đã chết. Trận này gõ GG được rồi. Mickey chưa thấy làm gì trận này cả. Hình như còn chưa ulti cái nào. Ulti đi. Rồi. Giết được Colossal. Chắc là gõ G rồi đấy, đúng rồi. Giết được một mạng đối phương đã là đủ để các thành viên bên phía team Liquid họ cảm thấy hài lòng và gõ G trận đấu này rồi. Thực ra thì họ có thể gõ GG từ lúc thua ở Roshan luôn. Thôi pause cái gì nữa. Tiếp tục là Storm Spirit của Nisha và tiếp tục là một trận thua của Liquid. Bây giờ hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với đấu thứ hai. Hy vọng sẽ là trận đấu cuối cùng của team Liquid ở giải đấu này. Tôi chán xem họ đánh lắm rồi.